Kính chào quý vị khán giả, rất vui vì được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình tư vấn về sức khỏe Sống Vui. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Thưa quý vị, cúm A là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em do virus tấn công hệ thống hô hấp. Và nếu không kịp thời nhận biết các biểu hiện của cúm A thì không chỉ là sức khỏe của các bé sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn có nguy cơ gây ra các đợt bùng phát và dịch trên diện rộng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu kỹ hơn về bệnh lý này qua sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Mạnh Thân, bác sĩ chuyên khoa nhi. Vâng, xin được chào bác sĩ. Xin chào MC Kim Thảo, xin chào các quý vị khán giả và chương trình Sống Vui của VTV2. Thưa quý vị thân mến, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Cúm là một loại bệnh gây ra do nhiễm virus cấp tính đường hô hấp nói chung. Có 3 nhóm virus chính gây ra bệnh cúm mùa ở người là A, B và C. Trong đó, virus cúm A thường khiến tình trạng bệnh dễ diễn biến nghiêm trọng và có thể lan ra thành đại dịch trên diện rộng do virus cúm A dễ dàng lây lan từ người sang người. Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể nhiễm cúm A. Đặc biệt, lây sang trẻ em nhanh hơn vì sức đề kháng của trẻ còn yếu. Chính vì sức đề kháng còn non nớt, trẻ nhỏ khi mắc cúm A thường có biến chứng nặng nề và nghiêm trọng hơn người lớn, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ. Tuy vậy, cũng có một số trường hợp nhẹ hơn, cúm có thể tự khỏi sau một thời gian mà không có triệu chứng quá rõ rệt. Triệu chứng cúm A thường gặp nhất là sốt. Khi trẻ bị cúm A ở thể nhẹ và mới chớm, thì trẻ có thể bị sốt từ 38 độ 5 trở lên và cảm giác nhức đầu đi kèm với quấy khóc, mệt mỏi, ho. Khi trẻ bị cúm A biến chuyển sang nặng, sẽ sốt cao từ 39 độ trở lên, kèm theo bỏ ăn, bỏ bú, chân tay lạnh. Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể xuất hiện thêm một số triệu chứng phụ như thở nhanh, ngủ li bì, thậm chí gồm cả sốt cao, kèm theo co giật, suy hô hấp. Lúc này, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám để hạn chế tối đa những biến chứng khó lường có thể xảy ra. Dạ vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ một số triệu chứng của cúm A ở trẻ em là gì? Thì như chúng ta biết, cúm A là một cái cúm thông thường. Trên thế giới đã xảy ra rất nhiều ổ dịch cúm A. Thì cúm A là nằm trong một trong các cái virus mà gây viêm đường hô hấp trên ở trẻ em. Thì chúng ta mới biết có cúm A, cúm B, có virus á cúm, thì đây là trong cái họ cúm. Thế thì bình thường thì cúm A nó sẽ gây bệnh dịch vào các cái mùa thay đổi thời tiết. Như chúng ta gặp như là năm ngoái, nó vào khoảng độ tháng 11 cho đến tháng 2, tháng 3 khi thời tiết thay đổi. Và cái biểu hiện lâm sàng, ở đây tôi nói với ở trẻ em ấy, thì khi gặp cúm A thì đương nhiên là phải có yếu tố dịch tễ, tức là hiện tại. Tại thời điểm đó là trong môi trường sống ở cái vùng đó là có cái dịch cúm A lưu hành. Sau đó thì đứa trẻ bắt đầu có những triệu chứng của sốt, của cảm cúm, của ho, sổ mũi. Và sau đó vài 1-2 hôm ủ bệnh thì đứa trẻ sẽ sốt cao lên, mệt, khó thở, biếng ăn, nôn chớ. Và thường thì gia đình lúc đó sẽ đưa đi khám bệnh. Và khi xét nghiệm thì chúng ta sẽ chẩn đoán cháu là cúm A và được bác sĩ sẽ thực hiện cái phác đồ điều trị cho một cái đứa trẻ cúm A tại thời điểm đó. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì tại sao trẻ em lại dễ bị mắc cúm A hơn, cũng như là tại sao căn bệnh này lại dễ lây lan thành dịch bệnh ạ? Vâng, chúng ta cũng quay trở lại một chút về cái đặc điểm miễn dịch của trẻ con. Là vì trẻ con là đứa trẻ nó mới sinh ra, nó chưa, thứ nhất là nó cũng chưa được tiêm chủng nhiều. Cái thứ hai là cơ thể nó chưa được từng bị tiếp xúc với các cái bệnh cúm đó, mà cúm đó là kháng nguyên. Mỗi một lần cơ thể mình tiếp xúc, sau đó mình bị bệnh và sau đó mình khỏi bệnh, thì qua cái lần tiếp xúc như vậy, cơ thể mình sinh kháng thể. Vì vậy tại sao càng lớn lên thì chúng ta ít bị bệnh, và nếu có bị chúng ta bị nhẹ. Tại sao? Bởi vì trong cơ thể mình đã có sẵn kháng thể. Đấy là tôi nói những cái nguyên tắc chung của cái cơ chế đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Thế quay trở lại câu hỏi của bạn về cái cúm A, tại sao nó lại hay bị? Đây là một đặc điểm rất hay trong sinh lý của cúm A. Thứ nhất, đặc trưng của cái con virus cúm A là cái bộ gen của nó thay đổi liên tục. Tức là năm nay thì cái gen của nó là như thế này, nhưng sang năm cái gen của nó lại bị biến đổi. Vì thế mà câu hỏi tại sao là năm ngoái bạn bị cúm A rồi thì năm nay bạn vẫn bị, là bởi vì bạn bị một cái tiếp cúm A nó bị đổi gen. Vì vậy mà cái kháng thể mà năm ngoái cơ thể bạn sinh ra thì nó không có tác dụng bảo vệ với cúm A của năm nay. Và một điều đặc biệt nữa là nhiều khi chúng ta phải chấp nhận nhé, là khi chúng ta tiêm chủng cho con cái vaccine cúm A của năm nay thì chưa chắc cái vaccine đó có tác dụng bảo vệ cho cúm A của sang năm nếu nó đổi tiếp. Nhưng còn với tiếp mà chưa tiêm chủng thì nó có tác dụng. Cái thứ hai nữa là rất dễ lây lan. Chỉ cần là một đứa bé bị bệnh trong một cái môi trường
chật chội nhà trẻ mẫu giáo và không khí bí thì nó sẽ lây ra, gần như là có thể gây ra toàn bộ các cái đứa trẻ khác sống trong cùng môi trường đó. Vì chúng biết cúm A là lây theo đường hô hấp, lây theo giọt bắn, lây giống như là các cái bệnh siêu vi trùng đường hô hấp khác. Và cái thứ ba nữa là khi mà những ngày thứ nhất, ngày thứ hai đứa trẻ nó bị nhiễm virus, nó chưa có biểu hiện gì cả, thế đâm là phụ huynh và cô giáo cũng chưa cho cháu nghỉ, vì đấy là cái thời điểm mà nó lây lan ra cái tập thể, cái cộng đồng của các cháu. Đấy là cái trả lời câu hỏi tại sao cúm A nó dễ bị lan thành dịch và nó dễ bị mắc, và một người có thể mắc nhiều lần cúm A. Dạ vâng ạ. Vậy những biến chứng nguy hiểm nào có thể xảy ra nếu như mà trẻ em không được điều trị sớm hoặc là kịp thời? Đúng là cúm A là cái cúm mà cái độ ác tính của nó cao hơn các loại siêu vi trùng gây đường viêm đường hô hấp khác. Nhưng mà nói gì thì nói, nhìn chung thì đến đa phần 80-90% người bị mắc cúm A nói chung và trẻ em nói riêng là diễn biến nó ổn. Tất nhiên mình chăm sóc, mình vệ sinh mũi họng, mình điều trị triệu chứng thì các cháu nó cũng sau 5-7 ngày thì nó trở về cái trạng thái bình thường. Tuy nhiên cái số ít đó có thể là 2-3% có những diễn biến nặng, mà diễn biến nguy hiểm nhất là đứa trẻ nó bị viêm phổi. Thì như chúng ta thấy ở các bệnh viện nhi trung ương, các bệnh viện nhi lớn, có những trường hợp đứa trẻ viêm phổi mà phải thở máy, thậm chí nặng nữa là phải thở ECMO, là vì cái phổi nó bị viêm trắng hết, và lúc đó thì là những thực sự là những trường hợp nặng, thậm chí có những trường hợp nó suy đa tạng và cũng có thể dẫn đến cả tử vong nữa. Dạ vâng ạ. Vậy thì đối với những biểu hiện như thế nào thì ba mẹ sẽ phải đưa trẻ đi khám sớm ạ? Về nguyên tắc, khi đứa trẻ mà bị cúm nói chung và bị cúm nói riêng, người mẹ mà biết thì có thể tự chăm sóc ở nhà. Còn nếu không biết thì đi khám. Sau khi bác sĩ người ta làm cái test cúm A dương tính thì người ta căn cứ vào cái tình trạng hiện tại của đứa trẻ hôm đó, người ta sẽ cho đơn thuốc và sẽ tư vấn người mẹ về nhà cháu cần phải như thế này. Nếu diễn biến tốt như thế này thì nó sẽ ổn. Còn nếu trường hợp cháu có những diễn biến như thế này, cụ thể là đứa trẻ sốt cao lên, ly bì, khó thở nhanh, ho nôn chớ, thì chắc chắn người mẹ phải đưa cháu đến bệnh viện, đến cơ sở y tế mà có chuyên ngành nhi và có đủ cơ sở hồi sức cấp cứu, thì bác sĩ sẽ điều trị và kịp thời điều trị được những cái trường hợp biến chứng nặng nhất có thể xảy ra. Dạ vâng ạ. Đa phần thì các trường hợp mắc cúm A đều điều trị tại nhà và bệnh sẽ khỏi là sau khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. Tuy nhiên là trong quá trình điều trị tại nhà thì các bậc phụ huynh của chúng ta sẽ phải lưu ý điều gì? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm không ạ? Thế thì ở nhà thì về nguyên tắc là phải ưu tiên cho các cháu ở những môi trường sạch, thoáng khí, ăn uống dễ tiêu, ấm, và sau đó thì vệ sinh mũi họng bằng dung dịch rửa mũi và sát khuẩn. Sau đó điều trị triệu chứng, ví dụ cháu sốt thì cho hạ sốt, bù nước cho nó đủ, vì nó sốt đứa trẻ mất nước, nó sốt, nó nôn. Đảm bảo dinh dưỡng để đứa trẻ nó có cái sức, có cái calo để chống lại nhiễm trùng. Đảm bảo cái tăng đề kháng bằng các lượng vitamin. Sau đó thì nếu có ho thì cho cháu một chút cái thuốc ho long đờm mang tính chất để hỗ trợ thêm. Đấy là ở nhà, sau đó theo dõi sát các triệu chứng diễn biến xấu để mà kịp thời can thiệp với y tế. Dạ vâng ạ. Vậy thì mình có lưu ý gì để mà phòng ngừa được cúm A không thưa bác sĩ? Về phòng ngừa cúm A thì cũng giống như là tất cả các bệnh đường hô hấp khác thôi. Thứ nhất là có vaccine thì mình tiêm vaccine. Thế còn nếu không thì là vệ sinh mũi họng. Khi phát hiện có nguồn lây thì phải cách ly với nguồn lây. Thế thôi, và giữ tăng sức đề kháng cho đứa trẻ, tăng khả năng miễn dịch. Đấy là những cái biện pháp dự phòng cơ bản cho những cái lây bệnh theo đường hô hấp. Xin được cảm ơn những thông tin hết sức hữu ích đến từ bác sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, và như vậy thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin được chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Lời khuyên từ chuyên gia: chăm sóc cho trẻ khi bị cúm A. Phụ huynh cần theo dõi trẻ thường xuyên, chú ý vệ sinh cho trẻ bằng cách vệ sinh mũi họng, không gian sống, hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang phòng ngừa bệnh lây lan. Ngoài ra, cần cung cấp đủ dinh dưỡng, bổ sung thêm các loại rau xanh, trái cây, phòng ngừa mất nước, giúp con tăng cường sức đề kháng, mau chóng khỏi bệnh.